Xin chào cả nhà nha. Bữa nay mình đi với cái mami gần nhà của mình đó, là đi vô cái ngay cái hãng làm sô cô la kẹo luôn, nó tên là Huon á cả nhà. Đó ở cách nhà mình khoảng nhiều chắc 30 mấy cây số á. Mình mới đi lần đầu tới đây nha cả nhà. Thấy cái hiệu này nó bán trong tiệm hoài à, nhưng mà mình không biết là cái hãng nó ở gần nhà mình đâu. Rồi có một người quen làm ở đây nè, cho nên là họ nói vô tại đây mua rẻ, cho nên mình mới đi thử lần đầu tiên mà đúng là rẻ thiệt á cả nhà ơi, quá trời thấy mê lắm. À là mami lấy Regina nữa. Đây là trước cửa tiệm nè. Mình muốn được lấy bao nhiêu lấy nha cả nhà. Này là để cho để ăn tự do đó. Regardez les décorations, c'est joli. Comme c'est joli. Avec du chocolat. Kẹo chocolat. Nó cái sô cô la ai cũng lấy hết trơn á, để muốn lấy tự do. Lina mê mấy cái đó rồi, hả? Mê mấy cái đó rồi, hả? Nhiêu tiền cái đó? 7 mấy đồng. Mấy cái này là để cho người ta làm ba tem á, này kêu là gì? Lễ rửa tội á, với đám cưới á cả nhà, là ta phải cần những cái kẹo như vậy nè, để bỏ vô mỗi cho mỗi một người một túi kẹo khi mà đi cái tiệc đó về đó. À, trong chỗ cái hãng sô cô la này làm mấy cái này dễ thương quá trời luôn nè, đẹp trời, nhìn thấy mê luôn. Cái này mà vô cái tiệm đặc biệt đó, ở ngoài phố cả nhà mua mắc tiền lắm, mà trong chỗ này vô ngay chỗ này rẻ quá mà đẹp quá chừng, đẹp luôn, thích gì đâu luôn. Ah ouais, comme ça? J'arrive pour 32 ou 37 euros. Ouais. Pardon, madame. Elina, có muốn gì không? Mấy cái này hạ giá nữa này cả nhà thấy không? Đó, 2 đồng này. 2 đồng, đồng rưỡi. 2 đồng mấy. Hôm nay lúc mà mình tới là chưa có nhiều người, nhưng mà một hồi xong bắt đầu bây giờ nhiều người lắm cả nhà. Biết sao không? Tại vì ở Pháp, cả châu Âu luôn nè, đang mùa lễ Phục sinh nè cả nhà. Mình được 4 ngày liên tục luôn, bữa thứ sáu vừa rồi cũng là lễ xong rồi, hôm nay chủ nhật phải không? Ngày hôm nay là mấy đứa nhỏ sẽ được lụm trứng sô cô la với con thỏ sô cô la này kia đó. Cho nên là cái hãng sô cô la này quá trời người ta thấy mua nhiều lắm. Đó, cả nhà thấy không? Ừ. Tại lễ Phục sinh. Đó, ngày mai lễ đó cả nhà. Sô-cô-la. À, cái này nãy giờ không thấy. Cái này. Cái con này dễ thương quá, con đồng gửi à. Con này nó đồng gửi. Con này cũng đồng gửi luôn. Cái này mình lúc tới đó là chưa có đông người, chứ giờ này người ta đứng xếp hàng nhóc luôn cả nhà. Tại tại phải cho bớt một số người nào ra rồi sau đó mới cho được người khác vô á. Tại vì bị Covid đó cho nên không có được vô nhiều. Mình mua là cái giá là dán trên đây bao nhiêu là mình mua như vậy á, chứ nếu mà nhân viên của những người làm trong hãng sô cô la này mua là cái giá trừ 30% lên cái giá dán trên đây nữa đó cả nhà. Là cái bà làm chung á, không phải làm chung, cái bà mà mình quen á, bà làm trong đây nè đó, mà hôm nay là bà không có đi ở đây được, chứ nếu bà đi được ở đây là bà lấy cái thẻ của bà mua là trừ được 30% nữa. À to mami. Oui, j'attends. Je fais vite comme ça, un deux regards. Oui, mamie.
không? Bà treo mấy cái trứng quá trong tiệm nó có mở nhạc của nó cho nên mình tắt tiếng của nó nha cả nhà, để không mất công bị bản quyền á. Cả nhà mình ơi, mình đi sô cô la xong rồi bây giờ mình vô đây mình mua một chút đồ cần vô đây mua cho nên là bà treo đồ để ấy cái giường cho con gái đó. Đó, cho nên là giống như cái mùng vậy đó cả nhà, cho nên là giờ đây kiếm mua cho nó xong rồi cái đi vòng tiệm đi về này về nhà mami uống cà phê. Cho ba treo trứng nè đây ha. Mấy đứa nhỏ mấy ngày lễ này là được cho nhiều sô cô la lắm cả nhà đó, giống như Lina nhà mình vậy nè, bà này cho rồi hàng xóm mấy người già hàng xóm á cho người cho con thỏ rồi trường học á người ta cũng dạy cho mấy nhỏ làm những cái trang trí với thỏ rồi để sô cô la vô tặng nó đi học, bữa thứ năm cũng mang sô cô la về đó cả nhà đó, cho nên là thôi ăn không hết thì mẹ lấy sô cô la làm bánh luôn. Vậy con muốn gì giờ đi lại mẹ cho cô chú coi sô cô la mà đi mua với mami nãy giờ nè, nãy giờ alo hôm qua phải gạt đi sô cô la của mami nãy giờ đi mua nãy giờ nè, quá trời luôn. Đó, đi mua nãy giờ cả nhà. Nhiều lắm. Mua nãy giờ. Oh la 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 la. Oh la la. T'avais fait la photo. Oh la la. T'as déjà acheté ça avant? Ôi, bà mua này trước nữa, bữa nay bà đi với mình bà vớt một thùng nữa. Trời ơi. Bữa bà đi vớt cái này rồi. Bữa nay bà đi với mình bà vớt nữa. Nay bà chở mình đi cho biết tại vì lần đầu tiên mình mới đi tại cái hãng này luôn nha cả nhà, tới ngay hãng luôn á. Đó. Này bà mua để cho mấy đứa nhỏ nè cả nhà ơi, con cháu á. Ồ, đẹp không? Không, mình cũng có nữa, mình để một cốp xe cả nhà. Này mình quay cái của mami. Melina là poisson. Là j'ai pris là-bas, les œufs là-bas. C'est dimanche hein, dimanche va partager. Oui. Ah, ça dit que là dễ thương. Này thứ bảy, chủ nhật bắt đầu bà sẽ phát cho mấy đứa nít rồi cả nhà, mấy đứa cháu. Nát khui kẹo ấy. Wow, kẹo đẹp quá luôn. Khui kẹo đi. Wow, vậy luôn á hả? Ôi là lơ. Đâu? Đâu đâu cho mẹ coi nó hình con gì. Wow, kinh quá. Ui, cho lấy kẹo đi kẹo nè. Hình con cá nè, con ngựa, hình cái chuông, con vịt, cái trứng, con thỏ, con gì nữa Lina, con thỏ, con vịt, con cá, con la ban nguyên, la ban là con thỏ, con cana, ơi cana là con vịt, con cá, cái con cái với má. Ờ, bá con bò, nàng bò ha. Con kia con sơ van đó ngựa. Ôi ôi. Cái giấy kia đâu? Nãy mẹ thấy nó có miếng giấy nữa mà. À, hoài là, đây nè. Nè, đó, miếng giấy đó. Những cái tên, những cái của nó đó. Tên của nó đó. Xong rồi trong nó có gì gì đó cả nhà. Sao chị làm đẹp không? Ừ, đẹp quá. Lina ăn rồi đã hả? Ngon không con? Dạ. Ngon. Dạ cô chú. Ngon. Dạ cô chú. Ừ. Tại vì bây giờ là đang vào lễ, cái đợt này là lễ phục sinh đó cả nhà, cho nên là mấy đứa con nít là phải được sô cô la. Nhiều sô cô la luôn. Lina là con có luôn. Chị làm mém. Chị làm mém nổ cái hộp này bự hơn á con. Cái hộp này bự hơn. Cái hộp này nè là cái loại sô cô la mắc tiền nè cả nhà, mắc tiền. À, cái hộp này với cái hộp xanh kia đó là mình mua ở chỗ làm á. Cái hãng này nó hợp tác với
Ây da, để mình lấy lại cho cả nhà coi. Cái hiệu này nè, đó. Này nó hợp tác với trong chỗ làm của mình để bán rẻ cho nhân viên hơn là ra ngoài tiệm chút xíu. Đó, mình mua ở trong chỗ làm của mình đó, mình đặt á, rồi người ta ngoài tiệm người ta đem vô. À, con lại đây để đây. Đó. Rồi mấy cái này là của Lina này ha. Đó, mấy cái trứng, mấy cái tùm lum hết luôn á, của Lina đó. Bụi bả khui trứng dục tùm lum hết luôn. Rồi cái này là của trường học nè. À, La Ban de Bắc của Lina tự làm á cô chú ơi. Rồi trong đây là có sô cô la của trường học tặng luôn ha. Đó, trong đây có nữa. Dạ, con xin chào ông bà cô chú các bạn. Hôm nay con đang là mẹ con 4 tuổi. Con, dạ, con, giỏi. Con đang ngủ chú sên làm đi đây. Ồ, con ngủ chú sên luôn hả? Ở phe đó, tại vì mới bắt đầu đi hôm là ngủ một mình đó cả nhà cô chú. Đó, cho nên lại giờ phe. Rồi, túi xa xệ kẹo sô cô la này của Lina vậy Lina muốn ăn cái nào thì ăn, còn không ăn thì mẹ sẽ lấy làm bánh. Ừ. À, với đó đó hả? Tú hết mấy đó hả? Ừ. Ờ, với này, à, cái này là hôm qua chỗ làm mình cho, tại vì đi làm thứ bảy rồi cả nhà. Là ba trái. Ờ, vậy nhiều luôn chứ đâu, sao ba cái? Đó, rồi còn mấy ba bi mấy hàng xóm cho mình nãy giờ nữa, bỏ nó mất tiêu rồi. Tháo ra hết rồi, dục tùm lum hết trơn rồi. Con mấy kẹo của Barbie cho đó. Ôi kìa, ăn kẹo dính miệng tùm lum hết trơn kìa. Kẹo ngon không? Kẹo ngon không? Thôi, bye bye. Bye bye cô chú. Bạn ấy tặng Lina đó hả? Bạn hàng xóm của Lina đó mới ôm qua tặng cho Lina gỗ đó nữa đó. Trong đó có nhiều kẹo nữa đó, sô-cô-la không nữa đó. Ủa, nãy mẹ thấy có cái trứng mà. Mở rồi hả? Trời, nó nhanh lắm. Cái gì chứ dụ mà lục mấy này để lấy đồ chơi nó nhanh lắm. Tại trong mấy cái trứng có đồ chơi đó. Mấy con mới có đồ chơi rồi. À, vô mở rồi á. Đúng rồi. Rồi, cho cả nhà coi luôn. Cái hộp này giống như hộp kia nhưng mà hộp này nó nhiều hơn. Nó hai tầng lận. Đó, đẹp không cả nhà? Sô-cô-la này phải nói công nhận là ngon cực kỳ luôn. Nó có hai lớp nè. Này ghim lên một lớp rồi xong rồi dưới này cắt có một miếng giấy. Xong rồi dưới có một lớp nữa. Hai cả nhà ha.